Sáng ngày 23 tháng 9, Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương văn phòng tổng đại lý tại thị trấn Mạo Khê. Đây là văn phòng tổng đại lý thứ 61 và nâng tổng số văn phòng của công ty trên toàn quốc lên con số 109. Là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài đầu tiên của Nhật Bản được thành lập tại Việt Nam. Sau 6 năm hoạt động, nhờ chiến lược kinh doanh phù hợp, công ty đã nhanh chóng phát triển và trở thành một trong 4 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam. Tại buổi lễ khai trương này, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam đã trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 10 học sinh nghèo của thị trấn Mạo Khê có thành tích học tập tốt, đồng thời trao tặng 10 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ An nghiệp Chu toàn cho 10 thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.